thi đấu ở giải thanh niên nèo số 5. Ban tổ chức xin giới thiệu Đô Tạp Việt Thắng của Hồng Hà. Mang trang phục đai đỏ gặp anh Tú của Thoa An. Với trang phục đai xanh, điều khiển chính trọng tài Chu Thiên Trung. Hai đội chú ý, nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đạp. Đã ra ký hiệu và bắt tay hai đội chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Và như vậy là với lợi thế về thể hình cũng như là thể lực của Đô Tạp Việt Thắng, câu lạc bộ vận Hồng Hà đã chủ động ngay từ tiếng còi giao đấu với kỹ thuật bốc một chuyển sang bốc đôi hoàn thiện. Việt Thắng đã loại anh Tú của Thọ An ra khỏi nèo số 5. Mời các hàng đội.